Mỹ không mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh APEC, Nga phản ứng gai gắt. Thủ tướng Hungary nêu lý do trì hoãn việc bỏ phiếu mở rộng NATO. Biến UAV giá rẻ thành cỗ máy sát thủ, giai đoạn mới xung đột ở Ukraine bắt đầu. Chỉ huy IS bị đặc nhiệm Mỹ bắt sống Wagner quay trở lại, Ukraina cũng khó có thể giúp Nga lật ngược được tình thế. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đại sứ cấp cao của Nga tại diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đã nói rằng mỹ đã thông báo quyết định sẽ không mời một số nhà lãnh đạo nga tới hội nghị thượng đỉnh apec tại san francisco tới đây trong đó có tổng thống nga vladimir putin do các nhân vật này phải đối mặt với các quy định hạn chế từ lệnh trừng phạt đồng thời nhận định việc không mời tổng thống putin đã thể hiện cách tiếp cận mang tính đối đầu của washington trong các vấn đề hợp tác kinh tế đa phương và việc chính trị hóa một diễn đàn kinh tế thuần túy Ngày 26 tháng 9, Sputnik đưa tin ông Marat Bediev, đại sứ cấp cao của Nga tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã thông báo về quyết định của Washington. Mỹ đã thông báo quyết định sẽ không mời một số nhà lãnh đạo tới hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco, dự kiến từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin do các nhân vật này phải đối mặt với các quy định hạn chế từ lệnh trừng phạt. Ông Marat Bediev cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để đảm bảo họ sẽ thực hiện hành động cần thiết với tư cách là nước chủ nhà của sự kiện với tư cách của một quan chức cấp cao Liên bang Nga, tôi đang tích cực tiếp xúc với họ và một lần nữa gửi yêu cầu đề nghị họ mời nhà lãnh đạo Nga tới dự. Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích quyết định này của Mỹ, đồng thời nhận định việc không mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC thể hiện cách tiếp cận mang tính đối đầu của Washington trong các vấn đề hợp tác kinh tế đa phương và việc chính trị hóa một diễn đàn kinh tế thuần túy. Trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoli Antonov cũng đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển Đen. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Washington hiện không nhận thấy triển vọng các bên nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vì Moscow đang thay đổi các yêu cầu trong vấn đề này. Hôm 10 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tái khẳng định Nga sẽ quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sau khi rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7 nếu các điều kiện của Moscow được đáp ứng. Không chỉ dừng lại ở vấn đề thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen mà đầu năm nay, căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã có dấu hiệu gia tăng. Nhất là khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New Start giữa hai nước khi ngăn chặn các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Nga. Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Mỹ mới là bên vi phạm nghĩa vụ trước tiên khi cố tạo ra những điều kiện để có thể đơn phương thực hiện quyền thanh sát với Moscow. Lãnh đạo các ủy ban an ninh quốc gia tại Thượng viện Mỹ, cơ quan thông qua các hiệp ước, cảnh báo việc Moscow không tuân thủ thực hiện New Start sẽ ảnh hưởng đến các hiệp ước vũ khí trong tương lai. Dẫu vậy, giới chức Mỹ vẫn khẳng định sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện đầy đủ hiệp ước này vì nó nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Hiện New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã được gia hạn hiệu lực tới năm 2026. Việc cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước diễn ra trong bối cảnh thế giới lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra khi cuộc xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát. Tiếp đó vào tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí và Moscow chờ đợi các đề xuất cụ thể của Washington trên các kênh ngoại giao. Động thái mới nhất này làm giấy lên những tia hy vọng cho một tiến trình hồi sinh cũng như nối lại việc thực thi đầy đủ hiệp ước New START, vốn đã bị khai tử theo đà tuột dốc của mối quan hệ Nga-Mỹ xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử thời gian qua. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lại tiếp tục khẳng định việc Washington kêu gọi thỏa thuận các vấn đề liên quan hiệp ước New START đáng bị chỉ trích do đây là cách Mỹ thu thập thông tin về kho vũ khí chiến lược của Moscow. Bên cạnh đó, đại sứ Antonov nêu rõ hiện những chính sách thù địch nhằm vào Moscow cùng những nỗ lực của Mỹ khiến Nga thất bại trong cuộc xung đột với Ukraine đã dẫn đến cuộc khủng hoảng đối với hiệp ước. Thưa quý vị, phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng một lần nữa đã đưa ra đề nghị Thụy Điển tôn trọng nước này trước khi Budapest phê chuẩn việc quốc gia Bắc Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời nhắc đến sự xói mòn của nhà nước pháp quyền là nguyên nhân dẫn tới việc Hungary trì hoãn hơn một năm về việc bỏ phiếu mở rộng NATO. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán một lần nữa đưa ra đề nghị Thụy Điển tôn trọng nước này trước khi Budapest phê chuẩn việc quốc gia Bắc Âu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Viktor Orbán cho rằng Stockholm không có đòn bẩy nào đối với Hungary để có thể gây áp lực lên chính phủ của ông về cuộc bỏ phiếu, thậm chí cả việc lực lượng không quân nước này sử dụng máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển. Theo ông Orbán, Hungary có thể chuyển sang máy bay khác nếu nước này không thể thuê máy bay do tập đoàn Saab AB của Thụy Điển sản xuất nữa. Cũng trong phát biểu, nhà lãnh đạo trên trích dẫn những lời chỉ trích từ Thụy Điển về sự sói mòn của nhà nước pháp quyền là nguyên nhân dẫn tới việc Hungary trì hoãn hơn một năm về việc bỏ phiếu mở rộng NATO Hungary thường xuyên cáo buộc Thụy Điển có thái độ thù địch công khai khi nhiều lần chỉ trích về các vấn đề pháp quyền của Budapest. Những tuần gần đây, mâu thuẫn hai nước ngày càng gia tăng sau khi xuất hiện lại video từ năm 2019 được phát ở các trường học Thụy Điển, trong đó nói rằng dân chủ ở Hungary bị suy thoái. Những cáo buộc nghiêm trọng và thông tin giả mạo đang được lan truyền tới học sinh các trường học ở Thụy Điển. Ngoại trưởng Hungary Peter Srijato viết trong thư gửi người đồng cấp Thụy Điển hồi giữa tháng này. Thủ tướng Orbán nói rằng việc video được chiếu cho học sinh xem đã nâng vấn đề lên tầm chính sách quốc tế và Hungary không thể chấp nhận điều đó. Trước đó, Thủ tướng Viktor Orbán cũng tuyên bố một tranh chấp đã nảy sinh giữa các nghị sĩ về vấn đề này. Vì vậy, một phái đoàn đàm phán của Quốc hội do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ksaba Hende và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Jason Nemeth dẫn đầu sẽ được cử đến Phần Lan và Thụy Điển để tiếp tục thảo luận. Nghị sĩ David Bedo của phong trào động lực Momentum cho biết các nghị sĩ của phong trào này hy vọng rằng sau chuyến thăm Thụy Điển và Phần Lan Họ sẽ có thể thuyết phục được đa số nghị sĩ chính phủ bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập. Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 năm 2022 nộp đơn xin gia nhập NATO, kết thúc hàng thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Phần Lan hồi tháng 4 gia nhập thành công sau khi nhận được sự ủng hộ từ 30 nước thành viên, trong khi Thụy Điển gặp trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Hãng thông tấn TASS hôm 25 tháng 9 đưa tin, Bộ Nội vụ Nga đã bổ sung thêm Chủ tịch ICC Pyotr Hosmansky, Phó Chủ tịch ICC Rudel Iban Neskaranza và thẩm phán James Smith vào danh sách truy nã. Cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết cả ba người đều bị truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, tuy nhiên hành vi vi phạm cụ thể không được công khai. Trước khi ra lệnh truy nã thẩm phán chủ tịch ICC, Nga cũng phát lệnh bắt công tố viên Karim Khan và một số thẩm phán khác của tòa án ở Zahawe. Vào tháng 9, ICC mở văn phòng địa phương ở Ukraine, theo một phần của nỗ lực truy cứu trách nhiệm của quân đội Nga về chiến sự Ukraine. Dù vậy, lệnh truy nã của Nga đối với ICC cũng có hiệu lực rất hạn chế. Chủ tịch, các công tố viên và thẩm phán trên sẽ chỉ bị bắt khi đặt chân đến lãnh thổ Nga hoặc các đồng minh có ký thỏa thuận dẫn độ với Nga. Do vậy, lệnh truy nã này chỉ như hành động cấm nhập cảnh đối với các cá nhân trên. Hồi tháng 3, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Elvova Benlova. Điện Kremlin đã bác lệnh bắt của ICC và đáp trả bằng cách mở cuộc điều tra hình sự với công tố viên và thẩm phán của ICC lệnh bắt của ICC vấp phải phản ứng dữ dội từ Nga. Như một số nước khác, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và theo đó, bất kỳ quyết định nào kiểu này đều vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow cáo buộc những thành viên này của ICC có dấu hiệu vi phạm luật pháp Nga, tìm cách chống lại đại diện nước ngoài được bảo vệ theo luật pháp quốc tế nhằm gây phức tạp quan hệ trên thế giới. Còn bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, mọi quyết định của ICC hoàn toàn không có ý nghĩa đối với Nga và Chủ tịch Duma Quốc gia, Hạ viện Nga, Vyacheslav Cheslav Vorodin nói động thái này là bằng chứng về sự cuồng loạn của phương Tây. Chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Tổng thống Liên bang Nga đều là hành vi gây hấn đối với đất nước chúng tôi, ông Vorodin nói, theo Reuters hồi tháng 3. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC. Tới năm 2016, Nga đã rút lại việc ký kết, do đó Moscow không công nhận tòa án và thẩm quyền xét xử của tòa án này. Bay trên phòng tuyến của đối phương, UAV trinh sát của Ukraine đã gửi hình ảnh cho các binh lính đang nấp sau một căn hầm cách đó chỉ vài km một xe bọc thép Nga đang di chuyển dọc theo một tuyến hậu cần quan trọng. Sử dụng công nghệ cao luôn có hai mặt và Nga đã sử dụng hệ thống gây nhiễu để vô hiệu hóa tín hiệu của UAV. Tuy nhiên, phi công điều khiển UAV chuyển sang tần số mà Nga không thể phát hiện. Khi hình ảnh chiếc xe bọc thép trên đã xuất hiện trở lại và UAV thứ hai mang chất nổ nhanh chóng được phóng hướng về phía mục tiêu. 19 tháng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra và trong bối cảnh cuộc phản công đang tiếp diễn, chính quyền Kiev muốn dành hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp khả năng chiến đấu bằng UAV. Dù được sử dụng để trinh sát, thả bom hay tự phát nổ, thì các UAV đã giúp tiết kiệm chi phí và giảm tổn thất lực lượng. Chúng cũng nhắm trúng mục tiêu chính xác hơn các hệ thống pháo thông thường, nguồn cung vốn đang hạn chế và có ưu thế vượt trội, chẳng hạn như trong việc vẽ lại bản đồ tiền tuyến trong thời gian thực, phá hủy xe tăng và ngăn cản quân đội Nga tiến công. Bộ trưởng chuyển đổi số của Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết chính phủ nước này sẽ xây dựng một đội quân UAV hiện đại và giá trị của đội quân này sẽ được minh chứng vào cuối năm nay. Ukraine hiện đã huấn luyện cho hơn 10.000 phi công điều khiển UAV. Ông cho biết một giai đoạn mới của cuộc xung đột sẽ sớm bắt đầu. Đơn vị của Rokondo, một chỉ huy của Ukraine, hoạt động gần thị trấn Svatop bị Nga kiểm soát ở đông bắc Ukraine. Lực lượng này đã dành nhiều tháng điều chỉnh UAV để chúng có thể bay sâu hơn vào phòng tuyến của Nga và tránh để đối phương phát hiện. Bakeneko, một phi công trong đơn vị này đã điều khiển UAV chứa thuốc nổ hướng về phía chiếc xe tăng thời Liên Xô của đối phương mà một UAV trinh sát khác đã phát hiện trước đó. Một số binh lính khác cũng chuẩn bị những quả bom tự chế để biến những UAV thương mại giá rẻ thành các cỗ máy sát thủ. Theo các quan chức Ukraine, việc phụ thuộc ngày càng lớn vào các UAV cảm tử tầm ngắn trên tiền tuyến đã khiến Nga triển khai nhiều thiết bị gây nhiễu hơn. Điều đó cũng buộc đơn vị của Rokondo phải tìm kiếm những biện pháp đối phó sáng tạo. Sau 3 tháng liên tục thử nghiệm và rút kinh nghiệm, các binh lính Ukraine ở làng Andriyevka, phía nam Bakhmut, đã tìm ra cách thoát khỏi các thiết bị gây nhiễu của Nga, từng cản trở các UAV của nước này. Sự thay đổi trên đã giúp Kiev giành lại làng Andriyevka vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, các phi công điều khiển UAV của Ukraine cho biết Nga sẽ học hỏi từ những gì đã xảy ra và lại tiếp tục thích nghi. Việc tăng cường UAV tầm ngắn với những lực lượng như đơn vị của Rokondo là phản ứng trực tiếp của Ukraine trước những rắc rối mà họ phải đối mặt trong mùa hè này khi sử dụng các vũ khí theo quy ước để cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Nga. Cuộc phản công vào đầu tháng 6 đã làm cạn kiệt tiền bạc, vũ khí và lực lượng của Ukraine, song không thu được nhiều kết quả như Kiev kỳ vọng. Đối mặt với những thách thức này, chỉ huy đội UAV tinh nhuệ của Ukraine có tên là nhóm Asgard đã nhìn thấy cơ hội. Viên chỉ huy này đã chỉ đạo cho các binh lính bắt đầu nhằm vào các vũ khí lớn và đắt đỏ của Nga bằng những UAV nhỏ và giá rẻ. Chiến thuật trên cũng có ưu điểm là hạn chế rủi ro cho các binh lính, Đầu tiên, họ phải điều chỉnh UAV thương mại với các phần cứng và phần mềm cho phù hợp với tình hình tiền tuyến để chúng có thể thâm nhập vào sâu phòng tuyến đối phương mà không bị phát hiện hay gây nhiễu. Đột phá có thể được tạo ra bằng việc sử dụng thông minh các UAV được phối hợp tốt với nhau. Thưa quý vị, quân đội Mỹ mới đây đã đột kích cơ sở của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự dưng ở miền Bắc Syria và bắt giữ thành công chỉ huy cấp cao của nhóm này. CNN hôm 26 tháng 9 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cơ quan đặc trách nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Trung Đông, xác nhận lực lượng Mỹ ngày 23 tháng 9 đổ bộ bằng trực thăng vào cơ sở IS ở miền Bắc Syria và bắt giữ chỉ huy cấp cao có tên Abu Halin Al-Fadani. CENTCOM thông tin, Abu Halin Al-Fadani là thành viên cấp cao tham gia điều hành và hỗ trợ của IS. Hắn được đánh giá là có mối quan hệ sâu rộng bên trong mạng lưới của IS ở khu vực đối tượng này được cho là có mối liên hệ khắp mạng lưới IS trong khu vực. Quân đội Mỹ cũng khẳng định không có dân thường thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ đột kích. Mỹ hy vọng việc bắt giữ những kẻ như Al-Fadani sẽ giúp tăng cường khả năng xác định vị trí, nhắm mục tiêu và loại bỏ những kẻ khủng bố khỏi chiến trường. Quân đội Mỹ gần đây mở nhiều chiến dịch nhằm vào các chỉ huy IS, hạ nhiều thành viên cấp cao của nhóm này. Tuy nhiên, quân đội Mỹ từng nhận định họ chưa thể quét sạch IS do tình hình phức tạp tại Syria và Iraq, cũng như tác động từ đối thủ lẫn đồng minh trong khu vực trong tháng 8 năm 2023, Sencom và đối tác khu vực đã bắt giữ 7 thành viên và tiêu diệt một thành viên cấp cao của IS trên lãnh thổ Syria. Tại Iraq, ít nhất 18 tay súng có liên quan đến IS bị bắt giữ, trong khi 6 kẻ khác bị tiêu diệt. Đáng lưu ý, trong một cuộc đột kích bằng trực thăng ở Syria vào tháng 4, Hudayfa al-Yemeni, một thành viên của IS chuyên tổ chức hoạt động của tổ chức và hai tay chân của hắn đã bị bắt. Mỹ triển khai khoảng 900 quân nhân ở Syria, theo CNN, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhiều lần kêu gọi các lực lượng nước ngoài, ám chỉ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt sự hiện diện trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông, nhưng bị Washington và Ankara phớt lờ. IS tuyên bố thành lập cái gọi là nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq vào năm 2014. Sau đó IS từng kiểm soát 1 phần 3 lãnh thổ Iraq và Syria vào thời kỳ đỉnh cao năm 2014. Mặc dù đã tan rã ở cả hai quốc gia sau các chiến dịch rộng khắp của Mỹ và đồng minh, các chiến binh của tổ chức này vẫn âm thầm tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực. IS từng kiểm soát nhiều khu vực tại Syria và Iraq với khoảng 10 triệu dân, tuyên bố thành lập quốc gia riêng. Tuy nhiên, IS hứng chịu nhiều thất bại trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria với hậu thuẫn từ Nga. Sau khi mất thành trì cuối cùng tại Syria vào tháng 3 năm 2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tổ chức các vụ tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và quân đội Syria. Các tay súng IS ngày 11 tháng 8 tấn công xe buýt trở lính Syria tại tỉnh Deir Ezzor khiến 26 quân nhân thiệt mạng và 11 người bị thương. Mỹ rút phần lớn lực lượng tại Syria sau khi IS bị đánh bại, song vẫn duy trì một số căn cứ quân sự để phối hợp với các nhóm vũ trang địa phương truy quét tàn dư IS. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Trong một thông cáo đăng tải trên trang web riêng hôm 24 tháng 9, Bộ Tình báo Iran cho biết hội khủng bố đã lên kế hoạch gài 30 quả bom nhằm mục đích phá hoại an ninh quốc gia, khiến người dân lo sợ và gây bất ổn. Tuy nhiên, giới chức nước này đã vô hiệu hóa 30 quả bom được chuẩn bị cho âm mưu đánh bom liên hoàn ở thủ đô Tehran. Lực lượng tình báo đã tấn công căn cứ và bắt giữ tất cả các thành viên thuộc mạng lưới khủng bố. Thông tin từ Bộ Tình báo Iran, hãng tin Tasnim cho biết trong số các đối tượng bị bắt giữ có thành viên IS và những người từng có liên hệ với các nhóm Takfiri ở Syria, Afghanistan, Pakistan và vùng Kurdistan ở Iraq. Đây là những tay súng từng thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, trong đó có vụ đánh bom kép năm 2017 nhằm vào tòa nhà quốc hội và lăng mộ nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Thông cáo sau đó đã liệt kê một số thiết bị và dụng cụ bị thu giữ, bao gồm một lượng lớn chất nổ, bom, vật liệu chế tạo chúng, 100 ngòi nổ, công cụ điện tử và thiết bị chế tạo bom hẹn giờ, 17 khẩu súng ngắn và đạn của Mỹ, thiết bị liên lạc thông minh, thiết bị vệ tinh, trang phục quân sự, áo vest tự sát và ngoại tệ. Gần đây, mạng lưới IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công đền thờ Shia hồi tháng 10 năm 2022 ở thành phố Shiraz, tây nam Iran. Vụ tấn công vào nhà thờ khiến nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng giữa làn sóng biểu tình sôi sục tại Iran. Trước đó, không ít lần các nhóm khủng bố lên kế hoạch tiến hành đánh bom ở thủ đô Tehran. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, Iran cho biết cơ quan tình báo nước này cũng đã phá vỡ một trong những âm mưu đánh bom lớn nhất nhằm vào thủ đô Tehran và các thành phố khác của nước này. Theo tuyên bố trên, cơ quan tình báo Iran đã tiến hành các chiến dịch truy quét, bắt giữ nhiều phần tử khủng bố, tịch thu một số lượng lớn bom và nguyên liệu chế tạo bom. Thông tin về âm mưu khủng bố sẽ được thông báo trong những ngày tới dựa trên kết quả điều tra. Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani cho biết Giới chức nước này đã bắt giữ một vài kẻ tình nghi đang tìm cách đánh bom ở Tehran trong tháng lễ Ramadan. Các nhóm khủng bố Takfiri đang tìm cách gieo mối bất hòa giữa những người Hồi giáo tại Iran. Trong khi cuộc phản công khốc liệt với Nga đang diễn ra, chính phủ Ukraine muốn chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp khả năng chiến đấu bằng máy bay không người lái, dù được sử dụng để trinh sát, thả bom hay tự nổ khi va chạm máy bay không người lái đều tiết kiệm tiền và tính mạng của binh lính. Chúng cũng chính xác hơn pháo truyền thống vốn đang thiếu hụt và có thể mang lại những tác động to lớn, chẳng hạn như lập bản đồ tiền tuyến theo thời gian thực, phá hủy xe tăng và tàu chiến, đồng thời ngăn chặn bước tiến của Nga. Trước đó vào tháng 7, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết có hơn 40 công ty Ukraine có hợp đồng phát triển máy bay không người lái UAV để sử dụng trong chiến dịch đối phó với quân đội Nga. Trên thông tin được ông Smihan đưa ra trong sự kiện đánh dấu một năm thành lập dự án đội quân máy bay không người lái quy tụ các nhà sản xuất ở Ukraine, Thủ tướng cho biết việc sản xuất UAV kể từ đó đã tăng gấp 10 lần. Các máy bay không người lái giám sát và tấn công đóng vai trò quan trọng đối với cả Ukraine và Nga, hỗ trợ nhắm mục tiêu vũ khí của đối phương, theo dõi chuyển động của các đơn vị và phá hủy thiết giáp. Tuy nhiên, một số quan chức quân sự Ukraine gần đây đã lưu ý rằng lợi thế của Nga trong tác chiến điện tử đã làm giảm hiệu quả của máy bay không người lái vì Moscow có thể gây nhiễu UAV. Cũng trong tháng 7, một tổ ba người của Ukraine trực tiếp điều khiển một chiếc UAV để đánh vào một cụm anten gắn vào một chiếc tháp ở thị trấn Polohy do các binh sĩ Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Người Nga khi đó sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa các rocket của Ukraine dẫn đường bằng vệ tinh. Các quan chức Ukraine cho biết, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào máy bay không người lái phát nổ tầm ngắn ở tiền tuyến đã thúc đẩy người Nga triển khai nhiều thiết bị gây nhiễu cầm tay hơn. Sau 3 tháng thử nghiệm và sai sót, những người lính Ukraine hoạt động ở làng phía đông Andriyevka, phía nam Bakhmut đã tìm ra cách tránh các thiết bị gây nhiễu của Nga vốn đã cản trở máy bay không người lái của họ từ lâu. Việc Ukraine tấn công bằng thiết bị không người lái đã trở thành điều thường thấy trong cuộc xung đột hiện nay và Kiev còn tuyên bố táo bạo rằng sẽ còn nhiều hơn nữa. Cuộc tấn công hôm 4 tháng 8 là một trong những vụ kịch tính nhất khi chiếc xuồng không người lái trên biển nhắm vào cảng lớn của Nga cách Ukraine hàng trăm dặm khiến một chiến hạm của Nga bị hư hại. Những vụ như vậy làm chuyển hướng chú ý khỏi chiến dịch phản công đang gần như dậm chân tại chỗ của Ukraine. Kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, Nga đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa, cấp quân sự để gây thiệt hại nặng nề ở thủ đô Kiev của Ukraine và các thành phố khác. Theo thời gian, quân đội Ukraine phản ứng bằng cách phóng máy bay không người lái quân sự của mình vào sâu trong phòng tuyến của Nga, nhắm vào các tàu chiến ở Biển Đen, một sân bay ở miền Tây nước Nga và thậm chí cả các tòa nhà ở Moscow, theo các quan chức và truyền thông Nga. Tuy nhiên, lợi ích của máy bay không người lái có thể là không đáng kể. Quân đội Nga vốn dựa vào chuyên môn của Iran để chế tạo dàn máy bay không người lái đầy nguy hiểm của họ, đã nhanh chóng bắt kịp mỗi khi lực lượng Ukraine giành được lợi thế. Vì thế, với phía Ukraine, thành công liên quan đến sự đổi mới liên tục trên tiền tuyến. Thưa quý vị, lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, tư lệnh hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa vào sở chỉ huy hạm đội ở Sevastopol hôm 22 tháng 9. Ngày 25 tháng 9, CNN dẫn thông báo của lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, tư lệnh hạm đội Biển Đen Nga, Phó Đô đốc Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công tên lửa vào sở chỉ huy hạm đội ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 22 tháng 9. Lực lượng đặc biệt Ukraine nói rằng sau khi trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga bị tấn công, 34 sĩ quan đã thiệt mạng, trong đó có tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga, đồng thời hơn 100 quân nhân Nga khác bị thương thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt sở chỉ huy hạm đội Biển Đen của Nga, là một trong những thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea. Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của phía Ukraine. Trước đó, Moscow chỉ thông báo một binh sĩ nước này mất tích sau vụ tấn công tên lửa vào sở chỉ huy hạm đội Biển Đen tại trung tâm Sevastopol hôm 22 tháng 9. Thống đốc Sevastopol cho đến nay chỉ xác nhận ít nhất một tên lửa đánh trúng sở chỉ huy hạm đội Biển Đen khiến một người mất tích trong vụ tấn công hôm 22 tháng 9. Phía Nga cũng lưu ý rằng hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 5 trong số các tên lửa Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen. Vẫn chưa rõ tính xác thực về số liệu thương vong trong vụ tấn công được phía Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, không ít lần trong quá khứ, Ukraine lẫn phương Tây loan tin về tình trạng sức khỏe của các nhân vật cấp cao trong chính quyền Moscow và Nga đều đã đưa ra các bằng chứng bác bỏ. Phó đô đốc Sokolov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen vào tháng 8 năm 2022. Trước đó, ông Sokolov từng giữ chức Hiệu trưởng Học viện Hải quân từ năm 2020. Ông Sokolov từng giữ chức Phó Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc từ năm 2013 đến năm 2020. Việc thay đổi chỉ huy hạm đội diễn ra trong bối cảnh tổn thất nặng nề và một loạt vụ nổ tại các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea vào năm ngoái bình luận về vụ tấn công trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol ngày 22 tháng 9, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã cảnh báo rằng Nga có hai lựa chọn cho tương lai của Hạm đội Biển Đen là tự nguyện hoặc bị buộc phải giải thể. Trong suốt những tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công căn cứ quân sự và các cơ sở khác của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea. Moscow xác nhận tòa nhà lịch sử nơi đặt trụ sở chính của hạm đội Biển Đen ở trung tâm Sevastopol đã bị hư hại, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông Mikhail Ravohayev, thống đốc thành phố Sevastopol trước đó nói rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và không dẫn đến thương vong cho dân thường. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK mới đây tiết lộ, một nguồn tin liên kết với Wagner cho biết khoảng 500 chiến binh của Wagner, bao gồm cả những người từ chối tham gia cuộc nổi dậy ngày 24 tháng 6, đã gia nhập một tổ chức mới chưa xác định do cựu giám đốc bộ phận nhân sự của Wagner tổ chức và có thể sẽ quay trở lại Ukraine để chiến đấu ở sườn phía nam Bắc Mút. ISVK viết trong một đánh giá, các đội quân rời rạc của tập đoàn Wagner được cho là quay trở lại chiến trường ở Ukraine có thể sẽ có tác động nhẹ đến khả năng chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, họ không thể mang lại hiệu quả toàn diện như trước đây khi Wagner là một tổ chức thống nhất dưới sự lãnh đạo của ông trùm Yevgeny Prigozhin và thủ lĩnh sừng sỏ Dmitry Utkin vốn đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ngày 23 tháng 8. Trước đó, chỉ huy đơn vị tác chiến chiến lược Tapria thuộc quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Tanavsky nói với đài CNN rằng máy bay chiến đấu của nhóm lính tư nhân Wagner vẫn xuất hiện dọc theo tiền tuyến phía nam Ukraine. Theo ông Tanavsky, ở một số hướng, tôi không thể nói liệu đó là khe sơn hay hướng nào khác, nhưng máy bay mang huy hiệu Wagner vẫn xuất hiện ở một số nơi. Vị tướng cho biết quân đội của ông thường suy đoán về sự hiện diện của Wagner mỗi khi thấy quân đội Nga hoạt động thành thạo hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ở tiểu vùng Tapria, nơi quân của ông hoạt động, không có sự xuất hiện của đơn vị Wagner, còn ở Kherson thì ông không chắc. Gần đây nhất, sau khi ông trùm Jevgeny Prigozhin thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8, Dmitry City, 34 tuổi, đã trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc chiến giành quyền điều hành hoạt động kinh doanh và khai thác mỏ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Wagner ở châu Phi. Ông City nói, sau cái chết của ông Trùm Prigozhin, chúng tôi cần tiếp tục làm việc và không nhụt chí. Tôi vẫn làm việc vì lợi ích của Moscow. Về đời sống cá nhân, ông City sống trong một biệt thự ở thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Ông thường di chuyển bằng một chiếc xe hạng sang không mang biển số, dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp và gặp gỡ các quan chức hàng đầu ở cộng hòa châu phi. thưa quý vị, theo hãng tin AFP, mới đây, Mỹ cho biết nước này sẽ đánh giá các bước đi tiếp theo liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Niger sau khi Pháp thông báo rút đại sứ và các binh sĩ đồn trú khỏi quốc gia châu phi này. Mỹ hiện duy trì 1.100 binh sĩ ở Niger, trong khi đó Pháp có khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú ở Niger như một phần của việc triển khai chống các phiến quân có vũ trang ở khu vực Sahel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, trong khi tiếp tục tạo cơ hội cho ngoại giao, chúng tôi cũng sẽ đánh giá bất kỳ bước đi nào trong tương lai nhằm đảm bảo các mục tiêu ngoại giao và an ninh của chúng tôi. Ông Austin nhấn mạnh rằng Washington sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với sự hiện diện binh sĩ của nước này ở Niger, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao, một kết thúc hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Niger. Trước đó, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rút đại sứ Sinvan Ít và sau đó là toàn bộ 1.500 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger về nước. Chính quyền quân sự Niger khẳng định đây là bước đi quan trọng hướng tới chủ quyền và là chiến thắng lịch sử cho ý nguyện và sự kiên định của người dân Niger. Hàng nghìn người dân ở thủ đô Niamey đã đổ xuống đường biểu tình ăn mừng. Những người biểu tình tập trung ở phía trước đại sứ quán Pháp và lối đi chính dẫn vào căn cứ Pháp gần sân bay Niamey mang theo cờ, biểu ngữ, nhảy múa và hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng. Quan hệ giữa Niger và Pháp rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum do quân đội nước này tiến hành đêm 26 tháng 7 vừa qua. Chính quyền quân sự do lực lượng đảo chính lập ra đã ra lệnh trục xuất đại sứ Pháp tại Niamey, đồng thời tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với Pháp, đồng nghĩa với việc Pháp phải rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Niger. Vào cuối tháng 7, lực lượng cận vệ tổng thống Niger tuyên bố đảo chính, lật đổ ông Mohamed Bazoum người nắm quyền lãnh đạo quốc gia này sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2021. Sau đảo chính, chuẩn tướng Abdou Rahamane Tiani, chỉ huy lực lượng cận vệ Tổng thống Niger tuyên bố được chọn làm nguyên thủ quốc gia, ra lệnh đóng cửa biên giới, bãi bỏ hiến pháp hiện hành và ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc. Chưa đầy 2 tuần sau, lực lượng đảo chính ở Niger thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Ali Mahaman Lamin Zeyne, một nhà kinh tế học đứng đầu. Đây là cuộc đảo chính quân sự thứ 5 kể từ khi Niger tuyên bố độc lập và cuộc đảo chính thứ bảy ở khu vực Trung, Tây Phi trong 3 năm vừa qua. Tuy nhiên khác với các cuộc đảo chính trước đây, cuộc đảo chính lần này được các chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích, bình luận quốc tế đặc biệt quan tâm và khai thác từ nhiều khía cạnh. Về tiến trình rút quân của Pháp, theo ông Macron, Pháp sẽ rút dần dần trong vài tuần đến vài tháng tới và sẽ hoàn tất rút hết 1.500 binh sĩ đang đồn trú ở Niger vào cuối năm nay. Ông Macron nói rằng nhiệm vụ của binh sĩ Pháp ở Niger là hỗ trợ chống khủng bố và nổi dậy, nhưng sau đảo chính thì chính quyền quân sự Niger không còn mặn mà việc này nữa. Quyết định rút quân khỏi Niger được cho là sẽ làm giảm thêm ảnh hưởng của Pháp ở khu vực. Trước khi đi đến quyết định chấm dứt hiện diện quân sự ở Niger, Pháp cũng đã rút quân khỏi hai nước láng giềng của Niger là Mali và Burkina Faso. Pháp cũng đình chỉ các hoạt động quân sự với Cộng hòa Trung Phi. Theo giới quan sát, việc Pháp giảm dần hiện diện quân sự ở khu vực đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của phương Tây ở đây dần bị thu hẹp. Chính phủ Burkina Faso do chính quyền quân sự lãnh đạo đang cởi mở hơn với Nga để hỗ trợ nước này chống khủng bố. Thời gian gần đây, Burkina Faso đón loạt chuyến thăm của nhiều thành viên cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga và của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Bazie Bác thông tin rằng Burkina Faso đã chính thức thiết lập quan hệ với tập đoàn Wagner, song có nói thêm rằng Burkina Faso sẽ mua tài sản quốc phòng từ bất kỳ ai, dù là Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Cuba, Nicaragua hay Bắc Triều Tiên. Theo đài RT, ngày 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng phát biểu của Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan trong ngày quốc khánh Armenia có nhiều thiếu sót và đơn thuần là sự trốn tránh trách nhiệm về những sai lầm đã gây ra của chính quyền nước này bằng cách đổ lỗi cho Nga và xích lại gần phương Tây. Theo đó, chính quyền Armenia cố tình tự đẩy nước này rời sang Nga, đồng thời cảnh báo khi hai quốc gia hậu Soviet có những lợi ích chung trong các lĩnh vực an ninh và phát triển, thì phương Tây chỉ tìm cách gây thiệt hại chiến lược cho Nga và gây bất ổn cho khu vực Á-Âu. Bộ này cho biết Moscow luôn cam kết thực hiện nghĩa vụ với tư cách là một đồng minh và đóng góp tích cực vào sự phát triển an ninh, kinh tế và văn hóa của Armenia. Bộ này cũng nói rằng Armenia đã mất thời gian quý báu mà lẽ ra có thể được sử dụng để thúc đẩy các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa Erevan và Baku, cũng như thực hiện việc phân định biên giới và mở lại các kênh liên lạc khu vực. Trước đó một ngày, vào hôm 24 tháng 9, ông Pansinian đã đặt câu hỏi về mục tiêu và động cơ của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh trong bối cảnh gia tăng gần đây ở khu vực tranh chấp này khiến Azerbaijan giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh sau hoạt động quân sự chấp nhoáng. Khi đó, nhóm thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga nói trên đã quay trở lại trạm quan sát ở Nagorno-Karabakh thì xe của họ bị những kẻ không rõ danh tính tấn công. Quân đội Nga cho hay tất cả các quân nhân bên trong xe đều thiệt mạng tại chỗ, nhưng không tiết lộ con số thương vong chính xác. Quân đội Nga cho biết thêm, các nhà điều tra Nga và Azerbaijan đang khám nghiệm hiện trường vụ tấn công. Ngay sau vụ tấn công, Hội đồng An ninh Armenia cho biết đại diện của nước này và Azerbaijan gặp nhau vào ngày 26 tháng 9 tại Bỉ nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước. Sau đó, đại diện của Tổng thống Azerbaijan cho biết nước này đã trao cho phía Armenia bản dự thảo hiệp ước hòa bình giữa hai nước và đang đợi phản ứng từ Armenia. Azerbaijan và Armenia đã nhiều lần xảy ra đụng độ liên quan tới khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Gần đây, căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại khi Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Nagorno-Karabakh. Thủ tướng Armenia Pashinyan cho biết hàng cứu trợ nhân đạo đã đến khu vực trong những ngày gần đây, nhưng điều này không làm thay đổi tình hình. Ông Pashinyan nhấn mạnh, nếu điều kiện sống thực sự không được tạo ra cho người armenia ở nagorno karabakh yên tâm ngay trong nhà của họ và nếu các cơ chế bảo vệ chống lại việc thanh lọc sắc tộc không hiệu quả thì khả năng người armenia ở nagorno karabakh sẽ coi việc rời khỏi quê hương của họ là lối thoát duy nhất và khả năng này sẽ ngày càng tăng bất chấp tuyên bố của chính quyền azerbaijan về việc sẽ đảm bảo quyền lợi cho người tộc armenia những người armenia ở nagorno karabakh vẫn lo ngại bị thanh lọc sắc tộc theo giới chức khu vực ly khai, ước tính 120.000 người thuộc sắc tộc Armenia ở Nagorno-Karabakh sẽ đến Armenia. David Babayan, cố vấn của ông Samuel Saramayan, lãnh đạo ly khai tại Nagorno-Karabakh cho biết, 99,9% người dân thuộc sắc tộc Armenia ở khu vực này muốn rời khỏi vùng đất này. Ông Babayan cũng cho biết thêm, ông không biết khi nào người dân sẽ di chuyển xuống hành lang Lachin, tuyến đường duy nhất kết nối khu vực này với Armenia. Chính phủ Azerbaijan khẳng định họ sẽ đảm bảo quyền lợi của người Armenia tại Karabakh và sáp nhập khu vực, nhưng cũng cư dân này nói rằng họ vẫn có cơ sở để lo ngại. Từ sớm hôm 24 tháng 9, những người với xe cộ đầy đủ nhiên liệu đã bắt đầu hành trình di cư dọc hành lang Lachin về phía biên giới với Armenia. Theo thông tin từ chính phủ Armenia, ít nhất 1.050 người đã vượt biên sang Armenia từ Nagorno-Karabakh tính đến tối hôm 24 tháng 9. Nhiều bức ảnh mà Reuters chụp được cho thấy hàng chục ô tô rời khỏi thủ phủ của Nagorno-Karabakh và chạy về phía khúc cua trên núi của hành lang Lachin. Người Armenia gọi thủ phủ của Nagorno-Karabakh là Stepanakert, còn người Azerbaijan gọi là Khan -Kendi. Người Armenia ở Nagorno-Karabakh trước đó buộc phải ngừng bắn sau khi quân đội Azerbaijan tiến hành một kế hoạch quân sự kéo dài 24 giờ. Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận thuộc về Azerbaijan. Khu vực này cũng là tâm điểm trong hai cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan. Tới năm 2020, Azerbaijan đã giành lại các vùng lãnh thổ trong và xung quanh Nagorno-Karabakh trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đứng về phía Azerbaijan trong cuộc xung đột năm 2020 mới đây, có kế hoạch gặp người đồng cấp Azerbaijan, ông Inham Aliyev, tại Nakhchivan. Trước đó, ông Erdogan nói, ông ủng hộ kế hoạch quân sự mới nhất của Azerbaijan, nhưng không góp phần nào trong việc đó. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25 tháng 9 cảnh báo việc chính phủ liên bang phải đóng cửa có thể gây ra đói nghèo trên diện rộng, bao gồm việc thổi bay phúc lợi lương thực cho gần 7 triệu phụ nữ và trẻ em có thu nhập thấp tại nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thúc giục các nghị sĩ có những bước đi tức thì về ngân sách nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa sau hạn chót 30 tháng 9, cảnh báo nếu không, điều này có thể gây tổn hại cho nhiều lĩnh vực quan trọng. Nếu Quốc hội không đạt thỏa thuận trước hạn chót 30 tháng 9, một số bộ phận của chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Tổng thống Joe Biden chỉ trích việc một nhóm nhỏ thành viên cực đoan của Đảng Cộng Hòa không muốn làm theo thỏa thuận đạt được giữa Nhà Trắng và lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội hồi tháng 5 nhằm tránh kịch bản vỡ nợ, có nguy cơ khiến người dân Mỹ phải trả giá. Nếu chính phủ đóng cửa, Điều đó có nghĩa là các thành viên quốc hội, quân nhân Mỹ sẽ phải tiếp tục làm việc và không được trả lương. Việc chính phủ đóng cửa có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ an toàn thực phẩm đến nghiên cứu ung thư hay các chương trình dành cho trẻ em. Cấp ngân sách cho chính phủ là một trong những trách nhiệm cơ bản của quốc hội và đã đến lúc Đảng Cộng hòa cần bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà nước Mỹ đã bầu để họ làm điều đó. Bế tắc ngân sách lần này được cho là xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 20 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, Tom Vilsack, trước đó tiết lộ với báo giới, đại đa số trong 7 triệu người tham gia chương trình dinh dưỡng bổ sung đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em sẽ bị giảm quyền lợi ngay trong những ngày đầu tiên khi chính phủ đóng cửa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, gần một nửa số trẻ sơ sinh ở Mỹ hiện đang sống dựa vào chương trình này. Ông cho biết một chương trình phúc lợi riêng biệt là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trong tháng 10 nhưng có thể bị ảnh hưởng sau đó. Ước tính hơn 40 triệu người Mỹ hiện dựa vào SNAP để kiếm sống trong năm 2022 giữa bối cảnh lạm phát đã gây áp lực mới lên ngân sách hộ gia đình với giá cả hàng hóa từ bánh mì, rau tươi và sữa bột trẻ em tăng cao kể từ đại dịch COVID-19. Ông Vizak cảnh báo, trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, các cơ quan dịch vụ nông nghiệp sẽ ngừng cho nông dân vay trong thời gian thu hoạch và những người mua nhà mới sẽ không thể vay vốn ở khu vực nông thôn. Hơn 50.000 nhân viên của Bộ Nông nghiệp sẽ phải nghỉ việc tạm thời, nghĩa là họ sẽ không nhận được tiền lương. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy gần đây nỗ lực thuyết phục các thành viên Đảng Cộng hòa thông qua kế hoạch ngân sách, song đều thất bại qua 3 vòng bỏ phiếu không ai chiến thắng nếu chính phủ phải đóng cửa. Điều mà chúng tôi muốn là có thể giành được những chính sách mà chúng tôi đã đấu tranh để bảo vệ chúng. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào những điều đúng đắn cần làm cho người dân Mỹ. Và bạn biết không, nếu cần phải đấu tranh, tôi sẽ đấu tranh. Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ba Lan là một đồng minh vững chắc của Mỹ và an ninh của Ba Lan là rất quan trọng đối với việc phòng thủ tập thể ở sườn phía đông của NATO đồng thời thông báo nước này sẽ cung cấp khoản vay trực tiếp 2 tỷ đô la Mỹ cho Ba Lan để hỗ trợ hiện đại hóa quốc phòng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, các khoản như vậy được Washington cung cấp độc quyền cho đối tác an ninh quan trọng nhất của mình. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, trong khoản vay 2 tỷ đô la Mỹ được cung cấp lần này, có tới 60 triệu đô la Mỹ có thể được sử dụng để mua vũ khí và nhận được sự hỗ trợ tương ứng trực tiếp từ Washington trong trường hợp khẩn cấp. Tuyên bố cũng khẳng định Ba Lan đóng vai trò hỗ trợ cốt lõi trong việc giúp các nước phương Tây vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Ngoài ra, Ba Lan cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực quốc phòng và cam kết tăng cường an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, khoản tiền do Mỹ cung cấp cho Ba Lan sẽ hỗ trợ thêm cho quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan, từ đó tăng cường khả năng phòng thủ và gian đe ở sườn phía đông của NATO. Hãng thông tấn AP nhận định khoản vay 2 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ cung cấp cho Ba Lan lần này là hiếm có. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí, bao gồm xe tăng, máy bay chiến đấu và các loại trang thiết bị khác. Ngoài ra, Ba Lan còn là kênh vận chuyển chính, viện trợ quân sự cho Ukraine từ Mỹ và các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine xấu đi gần đây do tranh chấp về mua bán nông sản. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới trước xung đột. Sau khi tuyến vận chuyển qua biển đen bị hạn chế, Kiev chủ yếu dựa vào xuất khẩu ngũ cốc qua các nước láng giềng. Làn sóng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn vào các nước liên minh châu Âu EU đã khiến thị trường nội địa của các quốc gia này lao đao, trong đó có Ba Lan. EU hồi tháng 5 áp lệnh cấm nông sản Ukraine xuất khẩu vào 5 nước láng giềng Ba Lan, Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia để bảo vệ nông dân địa phương. Lệnh này hết hạn hôm 15 tháng 9, nhưng Ba Lan, Slovakia và Hungary lập tức ra tuyên bố duy trì các lệnh cấm đơn phương bất chấp quyết định của khối. Ukraine cho rằng các biện pháp của Ba Lan sẽ ảnh hưởng đáng kể hàng xuất khẩu của Ukraine, đồng thời cảnh báo Kiev có thể áp đặt biện pháp tương ứng nếu Warsaw không dỡ bỏ lệnh cấm bổ sung như cấm nhập khẩu trái cây, rau quả từ Ba Lan. Đáp lại, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa, song khẳng định sẽ không can thiệp vào việc vận chuyển vũ khí từ các nước khác đến Ukraine thông qua trung tâm quân sự Rezhov của Ba Lan. Các lực lượng của Kiev hiện đang phát triển tàu ngầm không người lái để có thể tấn công các cơ sở của hạm đội Biển Đen, cũng như bán đảo Crimea. Ngày 25 tháng 9, các lực lượng vũ trang Ukraine VSU công bố một đoạn video cho thấy các thử nghiệm trên biển đối với tàu ngầm không người lái trang bị đầu đạn nặng 200 kg có tên Marika. Thiết bị không người lái này có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Nếu phạm vi tấn công trên là đúng, thì VSU có thể sử dụng một thiết bị không người lái như vậy để chống lại các cơ sở của hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol và Novorossi, cũng như nhắm vào cầu Crimea. Trước đó, các quan chức cấp cao của Ukraine đã nhiều lần tuyên bố coi địa điểm này là mục tiêu ưu tiên. Khối lượng đầu đạn của một thiết bị ngầm không người lái như vậy ít nhất có thể đủ để làm hỏng một nhịp cầu. Khi bị một số tàu ngầm Marica tấn công, hậu quả có thể còn nặng nề hơn. Các phương tiện Marica có thể mang đến cho Kiev một lựa chọn khác khi thực hiện các nhiệm vụ quân sự ở Biển Đen. Đến thời điểm hiện tại, Ukraine được cho là chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công vào tàu thuyền đối phương bằng xuồng không người lái di chuyển trên mặt nước. Trang Never News đưa tin, Marika sẽ tấn công từ bên dưới mặt nước và điều này thậm chí có thể gây ra sức tàn phá lớn hơn đối với các tàu chiến. Rất khó để đối phó với các loại phương tiện không người lái cảm tử dưới nước như vậy. Marika là phương tiện được thiết kế để tấn công tàu chiến, tàu ngầm, công sự ven biển và trụ đỡ của cầu. Ngoài ra, nó có thể vận chuyển hàng hóa, phục vụ cho cả mục đích dân sự, quân sự và thực hiện chức năng trinh sát. Marika do một nhóm kỹ sư tình nguyện có tên gọi Amo Ukraine phát triển, có chiều dài 6 m chiều rộng 1 m tầm hoạt động 1.000 km. Mỗi chiếc có giá thành khoảng 443.000 đô la Mỹ. Video chia sẻ trên mạng cho thấy UUV Marika được hạ thủy bằng cần cầu và di chuyển vài mét bên dưới mặt nước. Phương tiện này có hình dạng giống tàu ngầm với hai hệ thống ổn định gắn ở phía trước. Vẫn chưa rõ UUV này đang ở giai đoạn thử nghiệm nào hoặc thời điểm Ukraine sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo ra mối đe dọa với các hạm đội của đối phương. Theo giới phân tích, UUV Marika có thể được sử dụng cùng với các cuộc tấn công của xuồng không người lái cảm tử để gây nhầm lẫn hoặc đánh lạc hướng việc tiếp cận mục tiêu của tàu chiến Nga. Ngoài ra nó cũng có thể lặn dưới nước trong vài giờ, quan sát mọi động thái của tàu thuyền đối phương trước khi tấn công hoặc truyền thông tin cho các đơn vị vận hành. Sự ra đời của các phương tiện không người lái tấn công trên đã đưa mối đe dọa bất đối xứng mà Nga đang phải đối mặt lên một cấp độ mới. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, Ukraine đã cải biên những phương tiện không người lái giá rẻ có sẵn trên thị trường để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trên tiền tuyến. Các phương tiện này đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc xung đột. Nga đã nhiều lần cảnh cáo buộc Ukraine tiến hành tập kích tàu thuyền của nước này bằng xuồng không người lái cảm tử. Mặc dù tần suất các cuộc tấn công gia tăng nhanh chóng, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tàu hải quân nào của Nga bị xuồng không người lái USV hoặc máy bay không người lái đánh chìm. Mới đây, Ukraine và Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ. Theo đó, Kiev sẽ nhận được 522 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng phục hồi hệ thống năng lượng quốc gia Đồng thời, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine, Kiev sẽ nhận được 422 triệu đô la Mỹ trong gói hỗ trợ năng lượng mới và 100 triệu đô la Mỹ nữa sẽ được chuyển khi Ukraine thực hiện một số biện pháp cụ thể như cải cách. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm, bản ghi nhớ cũng nhằm giúp Ukraine hướng tới cải cách ngành năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp để hội nhập với Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine mặc dù trước đó chính quyền của ông cho rằng loại xe tăng này sẽ không giúp ích nhiều cho Ukraine do khó bảo trì và vận hành. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết xe tăng Abrams đã có mặt ở Ukraine và chuẩn bị được tăng cường cho các lực lượng nước này. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang tìm kiếm các hợp đồng mới và mở rộng các nguồn cung. Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận thông tin xe tăng Abrams đã tới Ukraine và cho rằng sự hiện diện của loại xe tăng này sẽ là biện pháp dân đe mạnh mẽ quân đội Mỹ đã huấn luyện cho các lực lượng Ukraine sử dụng và bảo trì loại xe tăng này. Đồng thời cũng sẽ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mà Hà Lan và Đan Mạch sẽ cung cấp cho nước này. Hôm 22 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết Washington và các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để hỗ trợ nước này đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ từ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thêm, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có trị giá lên đến 128 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp MIM-23 Hawk, tên lửa phòng không vác vai IIM-9M Sidewinder, hệ thống phòng không tầm thấp Avenger, đạn trùm và nhiều loại đạn khác cho hệ thống pháo phản lực HIMARS. Mỹ cũng sẽ tiến hành chuyển giao hệ thống tên lửa cho Ukraine ngay lập tức và quá trình này sẽ kéo dài đến cuối năm 2023. Được biết, Mỹ tới nay đã viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden tuần trước đã đề xuất quốc hội thông qua khoản ngân sách bổ sung 24 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự nhân đạo và tài chính cho Ukraine. Tiếp tục đến với những thông tin xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các nguồn tin quốc phòng Nga nói rằng một tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS đã được phóng từ sân bay Kubakino ở Ukraine. Nếu thông tin này đúng thì cuộc tranh luận ở Washington về việc gửi Atak MS tới Ukraine chỉ là giả mạo. Thông tin từ phía Nga chưa được xác nhận, nhưng một điều rõ ràng là Ukraine bắn tên lửa tấn công Sevastopol vừa qua Chúng trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga. Các báo cáo chỉ ra việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông đồng ý gửi một số lượng nhỏ tên lửa ATACMS tới Ukraine. Rõ ràng Tổng thống Biden đã hành động ngược với khuyến nghị của lầu năm góc vì ông chủ nhà trắng được cảnh báo rằng việc cung cấp ATACMS sẽ là hành động gia tăng xung đột. Ông Biden cũng được báo cáo rằng Mỹ không có nhiều ATACMS trong kho trước đó kiev đã nhiều lần yêu cầu washington cung cấp loại vũ khí này trong khi đó quan điểm của chính quyền tổng thống joe biden về vấn đề này dường như đã thay đổi trong vài tháng qua từ thẳng thừng từ chối sang cân nhắc gói viện trợ quân sự này đã bị chỉ trích gai gắt thậm chí từ các đồng minh thân cận nhất của mỹ do tính chất gây tranh cãi của những loại đạn như vậy mỹ vẫn thận trọng trong việc cấp vũ khí tầm xa cho ukraine washington lo ngại chúng được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ nga diễn biến có thể khiến xung đột ngoài tầm kiểm soát. Hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden quyết định gửi đạn trùm cho Ukraine sau đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, thậm chí là từ một số đồng minh thân cận của Mỹ. Nhà Trắng từng giải thích việc cung cấp đạn trùm chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi công tác sản xuất đạn pháo thông thường được cải thiện. Ngoài ra, Ukraine có nghĩa vụ giảm thiểu rủi ro khi sử dụng bom đạn trùm. Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ gửi tên lửa tầm xa Atak MS cho Ukraine. Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí cho biết, Moscow sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Atak MS cho Kiev. Atak MS do Lockheed Martin sản xuất là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thể được bắn từ bệ phóng HIMARS cũng như từ các hệ thống tên lửa phóng loạt mà Ukraine đã nhận được từ Anh và Đức nó được cho là vũ khí đối trọng với tên lửa Iskander của Nga. Các biến thể Atak MS hiện đại có tầm bắn lên tới 300 km và mang đầu đạn đơn khối nặng 220 kg, có nghĩa là chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly cao hơn 3 lần so với tầm bắn của hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS mà Ukraine đang sử dụng, với đầu đạn lớn hơn sấp xỉ 2,5 lần các khả năng bổ sung do Atak MS cung cấp sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu có giá trị cao ở xa phía sau chiến tuyến một cách dễ dàng, tần suất nhiều hơn và hiệu quả cao hơn. Cuộc tấn công mới đây mà Ukraine tuyên bố là nhằm vào căn cứ không quân Saki ở Crimea, làm hư hại hoặc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu tại đây, cho thấy tiềm năng tấn công sâu nhằm vào các lực lượng và cơ sở của Nga tấn công vào các căn cứ không quân và kho đạn dược mà lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine, bao gồm cả ở Crimea, sẽ làm suy giảm khả năng duy trì lực lượng của Moscow, cũng như khả năng chống lại cuộc phản công mới của Ukraine. Kênh truyền hình NBC News dẫn các nguồn tin trong chính quyền và một quan chức Quốc hội Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp một số lượng hạn chế tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nguồn tin không tiết lộ khi nào chính quyền Mỹ công bố gói viện trợ tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS, cũng như thời điểm tên lửa sẽ thực sự được chuyển tới Ukraine. Lực lượng Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS. Những tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng 500 pound, tương đương 220 kg và có tầm bắn tối đa khoảng 300 km. Điều này có thể cho phép lực lượng Ukraine vươn sâu vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm cả Crimea. Tom Karako, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, Atac MS là hệ thống tấn công đất đối không hàng đầu của pháo binh dã chiến. Nó cho phép pháo binh cơ động, phân tán, ẩn náu, đồng thời có thể khiến đối phương không thể xác định chính xác tên lửa được phóng từ đâu. Atac MS được thiết kế để có thể phóng từ bệ phóng HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Phương tiện mặt đất có thể bắn và chạy sau khi phóng tên lửa để tránh bị tấn công đáp trả. Chuyên gia Karako cho hay, một trong những tính năng thú vị của bệ phóng HIMARS là nó không tiết lộ chính xác loại tên lửa mà nó có thể phóng. Điều đó có lợi cho Ukraine, bởi cho dù đối phương đang giám sát, họ sẽ không biết chính xác tên lửa bên trong bệ phóng là gì. Liệu đó có phải là ATAC MS uy lực hơn so với đạn dược tầm ngắn hay không? Tầm bắn của ATAC MS là khoảng 300 km, xa hơn đáng kể so với tầm bắn 250 km của Storm Shadow. Tầm bắn xa hơn đem lại lợi thế lớn hơn Ukraine có thể khai hỏa từ các vị trí an toàn mà không cần phải đưa bệ phóng đến sát phòng tuyến của Nga để đánh vào các mục tiêu ở sâu hơn, ông Karako nói. Với tầm bắn như vậy, Ukraine có thể sử dụng Atak MS để nhắm vào gần như bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol và cầu Crimea. Về mặt lý thuyết, Atak MS cũng cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu xa hơn trên đất Nga, nhưng Kiev đã cam kết chỉ sử dụng Atak MS trong phạm vi biên giới Ukraine. Theo quan điểm của Ukraine, bao gồm bốn vùng sáp nhập vào Nga năm 2022 và bán đảo Crimea. Viktor Kefliuk, chuyên gia của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho hay, lý do Ukraine cần ATAC MS là sử dụng chúng để làm suy yếu khả năng phòng không mạnh mẽ của Nga. Theo ông, việc phá hủy các hệ thống phòng không của Nga sẽ cho phép không quân Ukraine vốn đang thiếu máy bay tấn công, bay sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát và tấn công các mục tiêu ở đó. Tầm bắn của ATAC-MS có thể buộc Moscow phải di chuyển các kho vũ khí, hậu cần và trung tâm chỉ huy cách xa mặt trận hơn 320 km. Nhưng làm như vậy sẽ gây áp lực cho nỗ lực tiếp tế cho lực lượng Nga đang ngăn chặn đà tiến của Ukraine trong cuộc phản công. Atak MS có thể đạt tốc độ tối đa Mach 3, tương đương 3.700 km h nhanh hơn đáng kể so với các tên lửa khác. Tên lửa hành trình Storm Shadow có tốc độ khoảng 1.000 km h còn tên lửa KH-101 của Nga có tốc độ tối đa khoảng 1.130 km h Theo Federico Bocciari, thành viên của chương trình an ninh và quốc phòng xuyên đại Tây Dương tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, các tên lửa có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 3.700 km h rất khó bị đánh chặn trong giai đoạn cuối do chúng lao xuống quá nhanh. Hệ thống dẫn đường của Atac MS kết hợp với GPS giúp nó nhắm mục tiêu chính xác cao, chống bị gây nhiễu và áp chế điện tử, đồng thời giảm thiểu thiệt hại phụ khi va chạm. Atac MS cũng được thiết kế để có thể bắn trúng nhiều loại mục tiêu. Nó có khả năng cơ động cao trên không, cho phép bắn trúng mục tiêu từ nhiều góc độ khác nhau. Tên lửa của ATAC MS có thể mang một trong hai loại đầu đạn, đầu đạn đơn hoặc đầu đạn chùm. Đầu đạn đơn và đạn chùm được thiết kế riêng cho những mục đích khác nhau, nhưng cả hai đều có thể nhắm tới nhiều mục tiêu khác nhau. Đầu đạn đơn có khả năng nhắm mục tiêu tốt hơn và các mục tiêu đơn lẻ cụ thể, trong khi đạn chùm có hiệu quả cao nhất khi nhắm vào binh lính và các thiết bị đang di chuyển của đối phương. Thưa quý vị, NIA Rovosti dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết, phi đội tiêm kích bom Sukhoi Su-34 thuộc quân khu trung tâm của Nga vừa không kích các mục tiêu quân sự Ukraine ở Liman bằng bom dẫn đường. Các mục tiêu bị tấn công gồm sở chỉ huy, trạm quan sát và các phương tiện cơ giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bom dẫn đường cho phép phi công Nga phá hủy các công trình và thiết bị kiên cố của đối phương với độ chính xác cao từ độ cao lớn hơn, cho phép máy bay tránh các hệ thống phòng không. Nga gần đây chuyển đổi nhiều bom thường thành bom dẫn đường thông minh nhờ mô đun lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát UMPC. Hệ thống này gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và bộ điều khiển, để tăng đáng kể độ chính xác cho bom. Ngoài ra, thiết bị còn có các cánh nhỏ gắn với quả bom, cho phép điều chỉnh hướng bay khi tiếp cận mục tiêu. UMPC FAB-1500 về cơ bản sử dụng lại bom thông dụng FAB-1500 nặng 1,5 tấn, được gắn thêm bộ kit UMPC cho phép nó tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Trước đó, sau nhiều tháng thử nghiệm, lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS đã phóng quả bom thông minh UMPC FAB-1500 M54 đầu tiên vào mục tiêu ở Ukraine. Có bom được cho là đã đánh trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao. Mặc dù dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng một số loại bom lượn trong cuộc xung đột với Ukraine bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay, nhưng không có nhiều thông tin liên quan tới chúng. Việc phát triển bộ kit UMPC để biến bom thông thường thành bom thông minh cũng mới được đưa ra cách đây vài tháng. Các nguồn tin cho biết, quá trình phát triển bộ kit UMPC đã được tiến hành trong 4 tháng và hàng trăm quả bom gắn UMPC đã được thả. Hồi tháng 4, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nói rằng Nga thả tới 20 quả bom lượn mỗi ngày. Họ phóng chúng từ máy bay Su-35 Flanker và Su-34 Fullback, nhưng máy bay này không đi vào vùng phòng không của chúng tôi. Các quan chức Ukraine sau đó cũng nhiều lần lên tiếng về vấn đề này, nói rằng những quả bom lượn của Nga gần như không thể bị bắn hạ. Binh sĩ Ukraine thừa nhận có bom thông minh của Nga đang ngày càng khiến Kiev thậm chí cho rằng loại bom này là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất. Thông cáo do Nga đưa ra vào ngày 8 tháng 5 cho biết, một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 mang bom UMPC đã tấn công một địa điểm của lính tư nhân nước ngoài gần làng Ivanovka, gần Kharkiv. Việc Nga tìm kiếm những cách thức mới để sử dụng vũ khí hạng nặng từ trên không là một xu hướng rất đáng lo ngại với Ukraine. Theo báo Defense Express, bom hạng nặng như FAB-1500 M-54 trước đây không phù hợp để sử dụng trong chiến đấu vì mạng lưới phòng không dày đặc của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy một máy bay không người lái cảm tử Kamikaze của Nga phá hủy một đơn vị súng cối của Ukraine gần Soleda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Video cho thấy, ban đầu, máy bay không người lái trinh sát xác định vị trí của đơn vị súng cối Ukraine. Sau đó, một máy bay không người lái cảm tử tấn công vị trí súng cối. UAV đóng vai trò đáng kể trong xung đột Nga-Ukraine. UAV Kamikaze hay UAV cảm tử là phương tiện bay không người lái mang vũ khí loại uav này được xem như một loại đạn dược lảng vảng trên không vì có khả năng chờ đợi trong khu vực được xác định là mục tiêu tiềm năng và chỉ tấn công khi xác định chính xác mục tiêu đối phương uav kamikaze có kích thước nhỏ gọn cơ động và dễ dàng triển khai ưu điểm chính là khó phát hiện và có thể khai hỏa từ xa uav cảm tử được thiết kế để tấn công sâu bên trong phòng tuyến của đối phương và phát nổ khi lao vào mục tiêu đặc điểm này không giống các uav quân sự truyền thống có tốc độ cao hơn kích thước lớn hơn thường sẽ quay trở lại căn cứ sau khi phóng tên lửa Ukraine phát động chiến dịch phản công chống lại lực lượng Nga vào đầu tháng 6 sau nhiều lần trì hoãn. Viện dẫn nhu cầu của cuộc phản công, Kiev đã thúc đẩy các nhà tài trợ phương Tây tăng cường viện trợ quân sự và tài chính. Sau 3 tháng, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Con số thương vong của Ukraine là khoảng 71.000 người. Một quan chức phương Tây cũng thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đến nay vẫn chưa thành công. Trước đó vào tháng 5, quân đội Nga đang đẩy mạnh triển khai các loại UAV cảm tử Kamikaze trong cuộc xung đột với Ukraine. Những loại vũ khí mới này chủ yếu được sản xuất dựa trên linh kiện có sẵn tại địa phương và công nghệ in 3D. Các tình nguyện viên tại vùng Uran đã tiến hành thử nghiệm máy bay không người lái Kamikaze FPV góc nhìn thứ nhất chế tạo từ các vật liệu in 3D và dễ dàng lắp đặt. Phương tiện không người lái UAV này có tên Goon là dự án kêu gọi vốn từ cộng đồng, đặt mục tiêu sản xuất UAV cảm tử để tấn công các đơn vị thiết giáp hay công sự kiên cố của đối phương ở tiền tuyến hoặc thậm chí là ở phía sau lưng địch. Hãng thông tấn TASS cho biết Gol được phát triển ở vùng Svetlovsk với thiết kế cho việc thọc sâu vào phòng tuyến đối phương, cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược hoặc các phương tiện bọc thép đóng cố định. TASS dẫn lời đại diện của nhà sản xuất cho hay, một mục tiêu khác là các xe tăng đang lợi dụng địa hình để ẩn nấp, né tránh những tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM. UAV có thể tìm thấy những con mồi như vậy và tấn công bằng cách bổ nhào từ trên cao xuống. Tướng Oleksandr Taknayevsky, chỉ huy cuộc phản công của Ukraine dọc chiến tuyến phía Nam cho biết, lực lượng của ông đã tạo bước đột phá tại thị trấn Vobov, có tầm quan trọng chiến lược ở vùng Saporizhia, nằm ở phía đông Roberti mà Ukraine cho biết đã chiếm lại được vào tháng trước. Bakhmut rơi vào tay các lực lượng Nga hồi tháng 5, nhưng ngay sau đó, Ukraine đã mở cuộc phản công tại đây, bất chấp việc phương Tây cảnh báo không nên giảm trải lực lượng mà cần tập trung vào hướng tấn công chính ở miền Nam. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW nói, Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ chiến lược và giành lại hai ngôi làng. Trong khi đó, lực lượng Nga có thể đã kiệt sức sau khi cố gắng giữ Klitschiefka và andrievka và có thể sẽ gặp khó khăn để bổ sung sức mạnh chiến đấu và phòng thủ. Ông Alex Kocharov, nhà phân tích rủi ro của S&P Global Market Intelligence, nói với Insider rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các trục thứ cấp như Bakhmut là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm kéo lực lượng Nga ra khỏi trục chính của cuộc chiến. Ông Kocharov cũng nói thêm rằng những bước tiến của Ukraine gần Bakhmut có thể là một chiến thuật nghi binh nhằm làm suy yếu sự hiện diện của quân đội Nga trên chiến trường chính phía nam Orikhiv thuộc vùng Zaporizhia. Trước đó vào ngày 23 tháng 9, một chỉ huy địa phương của quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine và các xe bọc thép của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga ở mặt trận phía nam của cuộc xung đột và đang hoạt động ở phía bên kia. Nếu thông tin được xác nhận, thì đây sẽ là một thắng lợi khiêm tốn nhưng quan trọng đối với Ukraine khi nước này đang tìm kiếm một bước đột phá lớn trong cuộc phản công trật vật của mình. Tờ Washington Post dẫn lời một chỉ huy đơn vị tấn công đường không Ukraine chiến đấu ở khu vực đông nam Zaporizhia cho biết, trong tuần qua, các xe bọc thép Ukraine đã tiến qua cái gọi là phòng tuyến Surovikin gần Verbov, một ngôi làng nhỏ nằm cách Roboti vài km, nơi lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát vào tháng trước. Nga vẫn có các hệ thống phòng thủ đáng kể được xây dựng ở phía nam phòng tuyến, chẳng hạn như các hệ thống phòng thủ xung quanh Tokmak, cách Verbov khoảng 40 km về phía tây nam. Viên chỉ huy trên cũng nói rằng việc triển khai các phương tiện bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và Striker của Mỹ đã phải trả giá đắt. Rất nhiều thiết bị đã chịu tổn thất ở đó, vị chỉ huy nói với điều kiện giấu tên vì không được phép thông tin công khai. Phòng tuyến Surovikin bao gồm 3 vành đai phòng thủ với tuyến cuối cùng là chiến hào và răng rồng, loại chứa ngại vật bê tông hình kim tự tháp có mục đích làm chậm các phương tiện đối phương và đưa chúng vào khu vực tiêu diệt. Người chỉ huy trên cho biết, bộ binh Ukraine đã vượt qua vành đai cuối cùng của phòng tuyến Surovikin cách đầy 2 đến 3 tuần, nhưng các phương tiện chỉ mới có thể di chuyển qua gần đây. Ông nói rằng tiền tuyến cũng đã lùi xa hơn về phía sau răng rồng, nhưng quá trình này diễn ra chậm hơn. Viện nghiên cứu chiến tranh, trích dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, một nguồn tin nội bộ của Điện Kremlin tuyên bố rằng Tổng thống Nga Putin được cho là đã đưa ra cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thời hạn một tháng cho đến đầu tháng 10 năm 2023 để cải thiện tình hình trên tiền tuyến, ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine và để lực lượng Nga giành lại thế chủ động. Trước đó, lực lượng Ukraine và các phương tiện bọc thép đã chọc thùng tuyến phòng thủ chính của Nga ở mặt trận phía Nam. Tờ The Washington Post nhận định, dù đây là một thắng lợi khiêm tốn nhưng quan trọng đối với Kiev, nhất là khi Ukraine đang tìm kiếm một bước đột phá lớn trong cuộc phản công mệt mỏi. Một chỉ huy đơn vị tấn công đường không Ukraine, chiến đấu ở khu vực Đông Nam Zaporizhia cho biết trong tuần qua, các xe bọc thép đã tiến qua khu vực gọi là phong tuyến Surovikin gần Vebon, một ngôi làng nhỏ nằm cách làng Roboti vài km nơi lực lượng Ukraine nắm quyền kiểm soát vào tháng trước. Tuy nhiên người này thừa nhận các lực lượng nước này đã phải trả giá không hề nhỏ khi chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía đông nam bằng xe bọc thép. Phòng tuyến Surovikin gồm 3 lớp, bãi mìn, chứa ngại vật và các công sự bằng bê tông kiên cố. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng đây là quan sát đầu tiên ghi nhận các xe bọc thép của Ukraine hoạt động vượt ngoài phòng tuyến ba lớp của Nga kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công. Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh, mùa đông sắp tới sẽ không dừng bước tiến phản công của các binh sĩ Ukraine. Theo The Kiev Independent dẫn nội dung báo cáo, mặc dù thời tiết theo mùa có thể làm chậm các hoạt động di chuyển trên bộ và thách thức công tác hậu cần, nhưng nó sẽ không đặt dấu chấm hết cho các hoạt động phản công của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, tướng Oleksandr Stanovsky, chỉ huy quân đội tiền tuyến của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia và Donetsk nói rằng mùa đông sẽ không làm cuộc phản công bị gián đoạn lớn vì lực lượng Ukraine đang tiến lên bằng bộ binh thay vì dựa vào phương tiện. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đỉnh điểm của cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự cân bằng lực lượng giữa Nga và Ukraine, cũng như vào viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Trong khi đó, phát biểu với báo giới Mỹ, một ngày sau cuộc họp tại Tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu trong suốt mùa thu và mùa đông năm nay. Ông cũng khẳng định sẽ giành lại Bakhmut và hai thành phố nữa. Ông Zelensky cho biết sự hỗ trợ của Washington cho Kiev sẽ tiếp tục bất chấp những lời kêu gọi ngày càng gia tăng trong Quốc hội Mỹ về việc giảm hoặc dừng hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, theo nhà phân tích quân sự Alexei Bozhenko, mặc dù Tổng thống Zelensky tuyên bố tiếp tục chiến đấu, nhưng hiện chưa rõ Ukraine có thể huy động thêm lực lượng và đạn dược cho cuộc giao tranh kéo dài hay không. Trước đó ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hai xe tăng Leopard của Đức đã bị phá hủy trên hướng Kupian. Trong đoạn phim do các chiến sĩ tình báo Nga sử dụng máy bay không người lái quay lại, lính tăng của lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể điều khiển được xe tăng Leopard của Đức, một trong những phương tiện đã đâm vào tòa nhà dân cư. Một chiếc xe tăng khác không biết cách quay đầu để vòng lại. Sĩ quan tình báo này cho rằng có thể do trình độ của người lái xe cơ khí thấp nên họ không cảm nhận được kích thước của xe. Vài ngày trước, Ukraine từ chối nhận lô 10 xe tăng Leopard 1A5 từ Đức, nói rằng chúng cần được sửa chữa, nhưng Ukraine không có kỹ thuật viên và linh kiện cho việc này. Spiazen đưa tin Ukraine mới đây đã thông báo cho nhân viên đặc biệt của Bộ Quốc phòng Đức rằng xe tăng Leopard 1 của Đức đã được chuyển đến Ba Lan sẽ cần sửa chữa. Một vài xe tăng trong số đó cần được đại tù lớn. Phía Đức đã cử một nhóm chuyên gia sang Ba Lan để tự mình kiểm tra xe tăng. Ở đó, thông tin được tiết lộ cho biết những chiếc xe tăng này đã xuống cấp sau đợt huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở Đức và cần được bảo dưỡng. Hơn nữa, một số xe tăng Leopard 1A5 trong lô 10 chiếc được chuyển đến Ukraine vào tháng 7 vừa qua cũng đã bị hỏng hóc vì lý do tương tự. Bộ Quốc phòng Đức nói với Speerzen rằng họ không thể bình luận về một số sự cố cụ thể và nói thêm rằng xe tăng Leopard đang được sửa chữa sau đợt huấn luyện căng thẳng ở Đức. Tờ Speerzen cho biết thêm, tình trạng của xe tăng Leopard 1A5, trong số đó có 100 xe tăng mà Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine, đặt ra các vấn đề về lập kế hoạch trong lĩnh vực hậu cần viện trợ quân sự của Đức. Những chiếc xe tăng viện trợ cho Ukraine bị mắc kẹt ở Ba Lan là đợt thứ hai trong kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 1A5 quy mô lớn. Chúng đã bị quân đội Đức loại khỏi biên chế hơn 10 năm trước nhưng vì rất nhiều xe tăng trong số này vẫn còn được giữ lại trong kho, nên các nhà thiết kế vũ khí được lệnh phải sửa chữa chúng càng sớm càng tốt. Vào đầu tháng 8, Đức được cho là sẽ cung cấp thêm cho Ukraine gần 30 xe tăng Leopard 1 sau khi tập đoàn vũ khí Remetan mua chúng từ Bỉ. Ngoài ra, theo giới truyền thông, Đức đã quay sang Hy Lạp với đề nghị cung cấp cho Ukraine 100 chiếc Leopard 1A5 của Athens hiện đang được đưa vào sử dụng để đổi lấy xe bọc thép nâng cấp. Lia Jablap, người đứng đầu cơ quan báo chí của lực lượng tác chiến miền đông Ukraine cho biết rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành quyền kiểm soát một trong những tuyến đường hậu cần của Nga trên mặt trận Bakhmut và đang nỗ lực cắt đứt phần còn lại. Ông nhấn mạnh, một trong những con đường mà chúng tôi có thể nhắm tới là bakhmut holypka cách đường liên lạc 3 km. Đây là khoảng cách hoạt động của súng cối và máy bay không người lái của chúng tôi. Jablap nói thêm, ngoài ra người Nga vẫn có một số tuyến đường hậu cần mà họ dùng để tiếp tế cho nhóm Bakhmut của họ. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang tiếp tục cắt đứt các tuyến đường này và sẽ tiếp tục làm như vậy để cắt nguồn lực cho quân đội Nga trên mặt trận này và gây ra tổn thất cao nhất có thể cho họ. Trước đó, tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã cam kết rằng quân đội nước này sẽ giành lại thành phố Bakhmut và hai thành phố khác của Ukraine khỏi sự kiểm soát của Nga. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ giành lại Bakhmut, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải phóng thêm hai thành phố nữa." Xin lỗi Tôi sẽ không cho bạn biết đó là thành phố nào. Chúng tôi có kế hoạch, kế hoạch rất rất toàn diện. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh quân đội nước này sẽ không bỏ cuộc. Ông tin rằng Nga đang hy vọng tình hình giao tranh tạm lắng để thay mới lực lượng của mình. Yếu tố quyết định trong cuộc phản công của Ukraine là viện trợ quân sự của phương Tây, chứ không phải đợt thời tiết băng giá vào mùa đông sắp tới. Quân đội Ukraine trước đó cũng nhấn mạnh rằng họ dự định tiếp tục các hoạt động phản công trong suốt mùa đông phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí quân sự như vào đầu năm nay. Mỹ đồng ý viện trợ 31 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối yêu cầu này. Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 được tân trang lại. Một số đồng minh phương Tây cũng đã cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 2 và Challenger 2. Nhưng các nhà quan sát cho rằng mùa đông sắp tới với thời tiết không thuận lợi sẽ khiến cuộc phản công trở nên khó khăn hơn quân đội Ukraine cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc tham chiến của những chiếc M1 Abrams. Tuy nhiên, Ukraine không tỏ ra e ngại trước những khó khăn vào mùa đông. Thiếu tướng Kirilo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết cuộc giao tranh sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác. Chiến đấu trong thời tiết lạnh, ẩm ướt, bùn lầy sẽ khó khăn hơn, nhưng kế hoạch tấn công sẽ tiếp tục trên mọi mặt trận. Tư lệnh nhóm lực lượng tác chiến miền Nam Tavrik của Ukraine, tướng Oleksandr Tanavsky nói rằng, các lực lượng Ukraine đặt mục tiêu đạt được bước đột phá lớn sau khi giải phóng được thành phố mắc do nga nắm giữ ở phía tây tỉnh Zaporizhia. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là lực lượng Ukraine phải duy trì thế chủ động hiện tại. Ông Taranovsky cũng lưu ý rằng hầu hết quân đội Ukraine đang tiến quân bằng đường bộ mà không có phương tiện vận chuyển. Điều này có nghĩa là thời tiết mùa đông sẽ không làm chậm đáng kể khả năng di chuyển của họ. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, Vasava đã ghi nhận các nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ nước này và phá hủy cơ sở hạ tầng biên giới của Belarus. Cụ thể, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay, các cuộc tấn công vào biên giới Ba Lan do Belarus thực hiện nhằm gây bất ổn và nguy hiểm cho an ninh của chúng tôi. Nhờ sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Ba Lan ở biên giới, kế hoạch của Belarus đã thất bại. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Wojciech Kukiewicz Nước này sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tiềm ẩn từ Belarus. Trước đó, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ba Lan và các nước vùng Baltic gây bất ổn, bất chấp thực tế là chính các nước này đang đưa quân đội đến biên giới. Biên phòng Belarus từng tố Ba Lan xâm phạm biên giới Belarus sau khi một máy bay trực thăng của Ba Lan được cho là đã bay hàng trăm km vào lãnh thổ Belarus. Theo thông cáo của biên phòng Belarus, vụ trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm lãnh thổ nói trên xảy ra vào hôm 31 tháng 8. Cụ thể, theo biên phòng Belarus, một trực thăng Mi-24 do Liên Xô chế tạo và thuộc biên chế không quân Ba Lan bay khoảng 1.200 km vào lãnh thổ Belarus trước khi đổi hướng và quay trở lại không phận Ba Lan. Biên phòng Ba Lan cho biết phía Ba Lan đã được thông báo về sự cố xâm nhập này. Thông cáo nêu rõ máy bay bay ở độ cao cực thấp. Bộ Ngoại giao Belarus cho hay họ đã triệu tập đại diện lâm thời Ba Lan Wojciech Filimonovic về vụ việc trên. Theo đó, Min yêu cầu Vaksava giải thích thích hợp và thực hiện điều tra kỹ càng về sự cố. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan, Jacek Gorizuki, nói với AFP rằng Ba Lan phủ nhận có các sự cố như vậy xảy ra. Ông này nói đó là nói dối và thách thức từ phía Belarus. Hồi đầu tháng 8, Vaksava từng cáo buộc hai trực thăng của Belarus xâm phạm biên giới Ba Lan. Bộ Ngoại giao Belarus khi đó cho biết rằng công hàm của Đại sứ quán Ba Lan không nêu ra bằng chứng thuyết phục về vụ việc. Mi-24 là máy bay trực thăng tấn công. Ba Lan có ít nhất 28 trực thăng loại này vào năm 2010, nhưng hiện chưa rõ còn bao nhiêu chiếc vẫn được sử dụng. Mối quan hệ giữa Min và Warsaw đã trở nên căng thẳng kể từ khi công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga được tái triển khai đến Belarus. Đáp trả, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu cho rằng Nga sử dụng giá lương thực làm vũ khí và chỉ trích một số quốc gia giả vờ đoàn kết nhưng lại gián tiếp hỗ trợ Nga. Tuyên bố của ông Zelensky rõ ràng muốn nói đến Ba Lan. Căng thẳng giữa Warsaw và Kiev lên tới đỉnh điểm khi cuộc gặp theo kế hoạch giữa hai tổng thống đã không diễn ra. Trong khi, chỉ vài tháng trước, ông Zelensky đã quyết định chọn Ba Lan để thực hiện chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Tổng thống Ba Lan Duda cũng đã đến thăm Kiev bốn lần. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đến Ba Lan Tổng thống Zelensky đã được đón tiếp với nghi thức tương tự như tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó không lâu. Những ví dụ này minh họa những thay đổi quan trọng trong quan hệ Ukraine Ba Lan trong 18 tháng qua. Ngay khi xung đột Nga Ukraine nổ ra, Ba Lan đã đi đầu trong việc hỗ trợ Kyiv khi hầu hết các nước phương Tây chưa quyết định hỗ trợ quy mô lớn. Nhưng nhiều người cho rằng chính sách của Ba Lan đối với Ukraine có thể trở nên thực dụng hơn theo thời gian, vì bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng có giới hạn của nó. Nguồn cơn của mối bất hòa này đến từ các vấn đề liên quan đến giao thương thương mại. Có nguồn gốc từ phản đối của nông dân Ba Lan không hài lòng với ngũ cốc, dầu và ngô của Ukraine ở thị trường nội địa. Trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội đang đến gần ở Ba Lan và PiS đang gặp thách thức để giành chiến thắng, lá phiếu của nông dân trở nên rất quan trọng. Do đó, chính quyền Ba Lan đã chọn cách không thỏa hiệp với Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki tuyên bố đình chỉ các chuyến hàng vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Nói về nguyên nhân, ông Morawiecki không liên kết quyết định này với vấn đề ngũ cốc hay bài phát biểu của tổng thống Zelensky mà khẳng định chỉ đang ưu tiên hiện đại hóa và nhanh chóng trang bị vũ khí cho quân đội Ba Lan. Để xoa dịu tình hình, phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan khẳng định tuyên bố của thủ tướng Morawiecki không ảnh hưởng đến các chuyến hàng vận chuyển đạn dược và vũ khí trước đó và sân bay Rzeszow-Jasionka ở phía đông Ba Lan nơi 80% viện trợ quân sự và nhân đạo quốc tế cho Ukraine đi qua, vẫn tiếp tục hoạt động. Tổng thống Ba Lan Duda cũng khẳng định tuyên bố của Thủ tướng Morawiecki đã bị hiểu sai. Chia sẻ với kênh tin tức Ba Lan TVN24, ông Duda nói Thủ tướng chỉ muốn nói rằng Ba Lan sẽ không chuyển giao cho Ukraine những loại vũ khí mới mà chúng tôi đang mua để hiện đại hóa cho quân đội quốc gia. Ngoài ra, quyết định của Ba Lan về việc cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine còn được cho xuất phát từ cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Và Đảng Luật Pháp và Công lý PiS cầm quyền của Thủ tướng Morawiecki cũng đang chịu áp lực chỉ trích từ các đảng cực hữu về vấn đề Ukraine. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đảng PiS cần duy trì sự ủng hộ của các khu vực nông nghiệp đã đưa họ lên nắm quyền, đồng thời chống lại áp lực từ phía đảng cực hữu Confederoxia. Bởi đảng Confederoxia cáo buộc đảng PiS đã qua dễ dãi với Ukraine, trong khi Kiev không tỏ ra biết ơn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh Glenn Beck của Mỹ hôm 23 tháng 9, khi được hỏi Ukraine có nên đưa ra cam kết không bao giờ gia nhập NATO để có hòa bình hay không, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa John DeSantis cho rằng việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không mang lại lợi ích gì cho Mỹ và sẽ trở thành một gánh nặng khác đối với Washington. Sau khi bốn vùng Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia sắp nhập Nga hồi tháng 9 năm 2022, Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Dù có nhiều thành viên ủng hộ kết nạp quốc gia này, song một số quốc gia nói rằng vấn đề này chưa thể thực hiện khi Kiev còn đang trong tình trạng chiến tranh. Ông DeSantis cũng nhắc lại ông kiên quyết phản đối việc gửi binh sĩ Mỹ tới Ukraine. Đồng thời, Thống đốc bang Florida nói thêm rằng mục tiêu của Washington là chấm dứt xung đột. Ông chỉ trích chính sách ký xét trắng hiện nay của Mỹ với những khoản viện trợ tài chính và quân sự khổng lồ cho Ukraine. Quan điểm này đã thu hút sự chú ý trong Đảng Cộng Hòa những tháng gần đây. Một số thành viên trong đảng liên tục bày tỏ lo ngại về trách nhiệm giải trình. Đầu tuần này, một nhóm gồm khoảng 20 thượng nghị sĩ và thành viên quốc hội đã gửi thư tới Nhà Trắng yêu cầu giới chức đưa ra câu trả lời. Bức thư gửi chính quyền của Tổng thống Joe Biden viết, người dân Mỹ xứng đáng được biết tiền của họ đã đi vào đâu, cuộc phản công diễn ra như thế nào, Ukraine có tiến gần đến chiến thắng hơn 6 tháng phản công hay không? Chiến lược của chúng ta là gì? Và kế hoạch của Tổng thống là gì? Các nhà lập pháp nói rằng, cho đến khi những câu hỏi đó được trả lời, họ sẽ phản đối việc chi tiêu bổ sung để viện trợ cho Ukraine. Làn sóng phản đối này đã bùng lên trong bối cảnh quốc hội tranh luận về việc liệu Mỹ, quốc gia đã viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, có nên chấp thuận yêu cầu mới nhất của ông Biden về việc gửi thêm 24 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ Kiev hay không. Về phần mình, Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng nói rằng tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga. Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexei Arestovich, nói trong một cuộc phỏng vấn đăng trên kênh YouTube cá nhân, cuộc xung đột chắc chắn sẽ kéo dài đến năm 2035. Theo ông Arestovic, giai đoạn căng thẳng gai gắt sẽ tiếp tục cho đến năm 2035. Cuộc đối đầu không nhất thiết phải mang tính chất quân sự. Hai bên có thể đạt được lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Nhưng xung đột sau đó sẽ tiếp tục trên các mặt trận ngoại giao, tình báo, kinh tế và thông tin. Ông Arestovic cho rằng Ukraine nên học hỏi Israel nếu muốn thích nghi với hoàn cảnh như vậy. Một cuộc giao tranh hoặc một sự cố biên giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc. Arestovic cũng cho biết ông từng đưa ra dự báo như vậy vào tháng 4 năm 2022, chỉ hai tháng sau khi xung đột bùng phát. Bình luận của ông khi đó đã gây sốc cho mọi người. Hôm 19 tháng 9, Bloomberg đưa tin nhóm G7 nhận định xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm 6 đến 7 năm nữa. Hãng tin này dẫn lời nhiều quan chức cho biết mốc thời gian đã bị kéo dài do thiếu tiến triển trong cuộc phản công của Ukraine. Một quan chức nói với Bloomberg rằng Kiev có thể sẽ phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung vũ khí của phương Tây và tổn thất nhân sự ngày càng gia tăng. Bài báo cho biết thêm, bất chấp những dự báo như vậy, Ukraine và các nước phương Tây vẫn phản đối ý tưởng đàm phán với Nga và bác bỏ việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán này phải tính đến lợi ích của Nga và thực tế lãnh thổ với việc bốn vùng của Ukraine đã sắp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022. Phát biểu với báo giới bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình nhưng sẽ không xem bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào vì trước đó Moscow đã bị lừa dối. Ông nhấn mạnh Tổng thống Putin đã nói rất rõ ràng chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào vì chúng tôi đã làm như vậy một lần và đã bị lừa. Ngoại trưởng nhấn mạnh Nga cũng tôn trọng chủ quyền của Ukraine theo tuyên bố độc lập và hiến pháp của nước này nhưng cả hai văn kiện cũng ghi rõ việc Ukraine không liên kết và tôn trọng tiếng Nga cùng các nhóm thiểu số nói tiếng Nga. Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận chung tại Belarus. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp vào giai đoạn mới, trong khi Belarus cũng đang căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng Ba Lan và Latvia. Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận giữa nước này với Nga kéo dài 5 ngày và bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Hôm một tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng thông tấn Belta của Belarus cho biết, hai nhà lãnh đạo tập trung vào chương trình nghị sự quốc tế và các vấn đề khu vực. Đầu tháng 9 vừa qua, hơn 2.000 binh sĩ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu cũng đã tiến hành cuộc tập trận quân sự ở nhiều khu vực tại Belarus. Cuộc tập trận có sự tham gia của binh sĩ các nước Nga, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Mặc dù Armenia cũng là thành viên của CSTO, nhưng không cử lực lượng đến Belarus tham gia cuộc tập trận. Thưa quý vị, vừa qua một cuộc không kích của Nga đã tấn công và cho nổ tung đoàn tàu cho thiết bị quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, thời gian và tọa độ chính xác của cuộc tấn công không được lực lượng Nga tiết lộ. Được biết, đây không phải là lần đầu lực lượng Nga phá hủy tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine. Mạng xã hội gần đây lan truyền đoạn video về cuộc không kích của Nga và một đoàn tàu chở thiết bị quân sự Ukraine ở khu vực Bokrov Donetsk. Đoạn video được ghi lại bởi máy bay không người lái cho thấy đoàn tàu chở thiết bị quân sự đã nổ lớn sau cuộc tấn công. Thời gian và tọa độ chính xác của cuộc tấn công không được lực lượng Nga tiết lộ. Các chuyên gia cho biết cuộc tấn công vào đoàn tàu của Ukraine rất có thể được lực lượng quân đội Nga thực hiện bằng tên lửa Tornado SMLRS 300mm. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 8 công bố đoạn video cuộc tấn công nhằm vào một đoàn tàu quân sự của Ukraine chờ đạn pháo và vũ khí. Đoạn video bao gồm cảnh quay từ trên không cho thấy một đoàn tàu chở hàng. Các cảnh quay khác cho thấy đã xảy ra các vụ nổ và khói bốc lên quần quận. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một đơn vị trinh sát của Nga đã phát hiện sự xuất hiện của chiếc xe vận tải quân sự tại điểm đến cuối cùng dọc theo tuyến tuyến Donetsk. Sau đó, một tên lửa đất đối đất đã được sử dụng để nhắm vào mục tiêu của nó trước khi các binh lính Ukraine có thể dỡ bỏ nó. Moscow tuyên bố rằng khoảng 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 10 xe quân sự cùng nhiều đạn pháo đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên đưa tin về các cuộc tấn công, các đoàn tàu được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của Kiev. Hồi đầu tháng 8, Nga đã công bố đoạn video về một cuộc tấn công được cho là đã phá hủy một đoàn tàu quân sự chở đạn dược tại một địa điểm khác trong cùng khu vực ở Ukraine. Trong khi Ukraine tập trung phản công ở mặt trận phía Nam, Nga đang tăng cường tiến công dọc theo chiến tuyến Donetsk và Kharkov. Giới chuyên gia nhận định, Nga đang sử dụng chiến lược phòng thủ chủ động trong đó, họ tiến công ở một số khu vực để tận dụng điểm yếu phòng thủ của đối phương, buộc các lực lượng Ukraine phải căng mình trên truyền tuyến hơn 1.000 km và không thể chi viện cho nhau. Sau gần 3 tháng phản công với nhiều thiệt hại về người và thiết bị, Ukraine hôm 28 tháng 8 tuyên bố giành kiểm soát làng Roboty, chiến lược đầu tiên ở tỉnh Zaporizhia. Làng Roboty cách thủ phủ khu vực Nga kiểm soát ở Zaporizhia, thành phố Melitopol, khoảng 80 km Tuy nhiên, Roberti nằm trên tuyến phòng thủ đầu tiên và Nga còn rất nhiều công sự kiên cố phía sau. Những người lính Ukraine gần đây được mô tả đã chiến đấu xuyên qua địa ngục để giải phóng ngôi làng chiến lược Andriy FK gần Bakhmut ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine. Theo AP, một viên đạn vẫn găm vào ngay phía trên tay trái của trung sĩ Ukraine Gagarin khi anh đang chiến đấu để giải phóng Andriyevka. Gagarin là chỉ huy trung đội và anh đã tử trận trong trận chiến ác liệt gần Andriyevka trước khi Ukraine giải phóng ngôi làng. Bộ chỉ huy Ukraine đã phát thông báo thăng chức ngay trên chiến trường cho một binh nhì tên là Courier. Korea biết nhiệm vụ của trung đội mình là tiếp tục tiến xuyên qua khu rừng chết chóc trên đường tới Bakhmut. Anh do dự trong 30 giây khi đứng gần người chỉ huy vừa ngã xuống, rồi anh quyết định hiện không còn đường quay lại. Theo AP, giải rừng chết này dài khoảng 2 km hướng tới ngôi làng Andriyevka cũng tan nát không kém, là một trong vô số những khu rừng địa ngục mà binh sĩ Ukraine phải vượt qua trên đường đến Bakhmut. Giống như Korea, hồi tháng 4, một binh sĩ thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Kiev cũng nói rằng đơn vị của anh có 21 người, nhưng chỉ có 3 người trong đó có anh, không bị thương hoặc mất mạng sau các cuộc giao tranh ở Bakhmut. Oleksiy, binh sĩ Ukraine cho biết thêm, nơi đây giống như địa ngục, cảnh tượng giống chiến tranh thế giới thứ nhất hoặc chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng tôi bị tấn công bằng đạn pháo, xe tăng và máy bay máy bay không người lái của đối phương đã thả bom xuống cứ điểm của chúng tôi. Tôi phải sơ tán một người bị thương nặng và một xác chết ra khỏi chiến hào. Tất cả đều diễn ra trong vòng 24 giờ. Khi đó, cả Nga và Ukraine chưa chính thức công bố tổn thất về binh lực, nhưng theo ước tính của Mỹ, số binh sĩ thương vong của Ukraine vào khoảng 100.000 người, thậm chí cao hơn, lên đến 120.000 người, còn Nga có khoảng 200.000 trường hợp thương vong. Nhiều tháng qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía bắc và phía nam thành phố nhằm đánh bật các đơn vị nga khỏi Bakhmut. Bên cạnh đó, lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine gồm các tình nguyện viên và được coi là một trong những quân đoàn xuất sắc nhất của Ukraine đã chiến đấu gần như không ngừng nghỉ ở miền đông Ukraine kể từ tháng 1 và giờ đây họ đang dẫn đầu nỗ lực giành lại Bakhmut, thành phố đã rơi vào tay nga vào tháng 5. Tuy nhiên, trong tháng qua, lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine chủ yếu dựa vào xe bọc thép và vũ khí cũ thời Liên Xô, chỉ có thể di chuyển 2 km khi phải gồng mình vượt qua các bãi mình, chiến hào có bảy mình, cũng như né tránh pháo binh, lựu đạn phóng từ máy bay không người lái của Nga. Điều này đã buộc quân đội Ukraine phải từ bỏ phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp. Nga thiết lập các bãi mình dày đặc đến mức ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine phải thốt lên rằng quy mô các bãi mình của Nga đã biến Ukraine trở thành quốc gia bị cài mình nhiều nhất thế giới. Ông cho biết tại một số khu vực, mật độ rải mình là 5 quả trên 1 mét vuông. Andriyevka luôn là mục tiêu của Ukraine. Trước đó, một chỉ huy của quân đội Ukraine ngày 16 tháng 9 cho biết Việc giành được làng Andriyevka trong khu vực giao tranh quyết liệt xung quanh thành phố Bakhmut là điều cần thiết để đạt được tiến bộ hơn nữa. Hiện Andriyevka giờ đây chẳng còn gì ngoài một đống gạch vụn và những thân cây cháy xém, nồng mùi chết chóc. Nhưng nó đã nằm trong tay Ukraine và Fedia đã sẵn sàng trao quyền kiểm soát cho lữ đoàn khác để tiếp tục tiến lên, chiến đấu giành lại khu rừng tiếp theo. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chúc mừng lữ đoàn xung kích số 3 và tất cả những người tham gia giành lại Andriyevka. Ông gọi đây là một kết quả quan trọng và rất cần thiết. Hiện các cuộc giao tranh đang tiếp diễn xung quanh các làng Kletchipka và Kediamipka gần Batmut. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!